Đối với Thịnh thì sau khi kết hôn thì thực sự là một cái niềm vui và cũng là động lực rất lớn cho Thịnh. Khi mà đến với là kết hôn thì hai vợ chồng cũng đã phải trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài, khoảng 4-5 năm yêu nhau thì mới đến được cái cuộc sống hai vợ chồng về một mái nhà, thì thực sự đó là cũng trải qua rất là nhiều cái chuyện vui buồn, cho nên là vợ Thịnh cũng rất là ủng hộ Thịnh khi mà đi đá bóng. Cái khoảng thời gian mà đối với một cầu thủ thì có những cái ngày lễ tình yêu hoặc là những cái đến cái sinh nhật của vợ thì thực sự thì cũng không có những cái lễ đấy, vì cái nghề cầu thủ là phải đi đá có thể là ở khắp nơi, cho nên là sẽ không có những cái cuộc hẹn hoặc là những cái chuyện tình mà lãng mạn cũng giống như các cặp đôi khác, cho nên là vợ Thịnh cũng phải trải qua rất là nhiều. Khi mà vợ Thịnh đã yêu và chấp nhận đến với Thịnh thì cũng phải biết và suy nghĩ đến những cái chuyện đấy, và thực sự thì vợ Thịnh cũng là cái người mà đã đồng hành cùng Thịnh rất là lâu, cho nên là trải qua được rất là nhiều cái chuyện đấy, cho nên là vợ Thịnh hiểu. Khi mà những cái thời gian mà Thịnh về bên gia đình thì Thịnh cũng chỉ muốn là có một cái mâm cơm rất là ấm cúng và được ăn cơm bên gia đình ba mẹ và cùng những người thân của Thịnh đó. Thực sự Thịnh rất là người rất là thích nấu ăn, cho nên là luôn luôn khi mà về nhà thì Thịnh đều rất là muốn ăn món những cái món mà nấu cho cả gia đình ăn cùng ăn. Món mà Thịnh chắc mà thích vợ nấu nhất đó là chắc là món thịt khó. Khi mà Thịnh với vợ thì hay chung sống với nhau ở cái chung cư, và mỗi cái lúc mà Thịnh tập về thì vợ cũng rất là nấu cho Thịnh ăn rất là nhiều thứ, cho nên là không phải là cái món đầu tiên mà nếu mà nói món đầu tiên thì phải hai vợ chồng phải đi ăn cùng nhau mới là món đầu tiên. Hai vợ chồng Thịnh thì thực sự là rất thích là mỗi khi được nghỉ ngơi thì một là hai vợ chồng về Vinh ở với ba mẹ, hoặc là có thể là nếu mà rảnh rồi thì lại lên về quê ngoài chơi với ông bà, và có thể là hai vợ chồng sẽ đi du lịch, hai vợ chồng đi đâu đó. Đó là chắc là đi Thái Lan, là hai vợ chồng đang có dự tính đi Thái Lan, và đến thời điểm bây giờ thì chắc là cũng sắp tới là sẽ hai vợ chồng sẽ đi Thái Lan và chắc là cũng sẽ làm được. Đối với Thịnh thì vợ Thịnh thì là một cái người mà đồng hành cùng Thịnh rất là dài, cũng nếu mà tính đến thời điểm giờ là được 6 năm, và cái mà Thịnh ấn tượng nhất đó là cái tức là vợ mình luôn luôn là cái người mà bên cạnh mình, luôn luôn là người giúp Thịnh ở phía sau rất là nhiều, cho nên là đối với Thịnh đó là cái ấn tượng lớn nhất. Đó là khi mà Thịnh đã ở Thanh Hóa thì có những lúc mà Thịnh dần hoặc là tắt máy đi thì ngày mai thì đã thấy vợ xuất hiện ở cái cổng sân vận động rồi. Đó là những cái kỷ niệm rất là nhớ.